Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Sau nhập ngũ 2022 tập 8, Minh Tú khiến trung đội trưởng đơ vì câu trả lời chí mạng. Sau phần kiểm tra nội vụ sáng tại tập 8 sau nhập ngũ 2022, đội nam đi học võ thuật trong khi đó đội nữ học đâm lây đánh báng, trung đội trưởng Quang Khải đã hỏi các tân binh vị trí chí mạng của tên địch là ở những đâu. Minh Tú không ngại ngần giơ tay phát biểu, cô tự tin khẳng định tim, đầu, xuyên qua thái dương. Nghe đến tim, đầu, khán giả đang gật gù chuẩn rồi, thì bỗng khoan, còn xuyên qua thái dương là sao? Có vẻ trung đội trưởng cũng thắc mắc như vậy, Minh Tú đã dùng động tác để diễn tả cho sinh động.